lại bắt lại tiếp lại tiếp tục có mặt. Cô chắc có mặt từ sáng sớm mà cô. Hôm qua nằm mơ thì nó mà nó về, có cả cái chân nó về. Hôm qua cô lại nằm mơ là thấy là nằm mơ thấy cả nó luôn, cô còn bất chấp nó mà. Nhưng mà nó cho đắng. Đây này nè. Đây rồi rồi để kia. Có mùi, đây có mùi đúng không anh? Anh có mùi không? Đây 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 đây, đây đúng cái như cái đầu đây. Em mang cái cuốc rồi. Ở bên đây có cái cuốc, cầm cuốc. Đây cái đầu anh chọc cái đầu ở đây rồi. Đúng rồi. Đây cào hết ra. Đây đây đây, những cái điểm này anh chọc cái đây đây. Đây. Men 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 em cuốc men ngoài đâu. Cái men ngoài đâu. Mùi quá. Đây chắc chắn là cái đầu này. Không em cuốc cái này đây này đấy. Xin chào cả nhà. Mấy ông ơi. Ồ nó trôi vào đây à. Vâng thấy con của thới rồi cả nhà. Thấy rồi. Thấy rồi ạ. Vâng ạ, thấy con của thới rồi ạ. Ôi trời. Cả nhà ơi, thấy rồi. Thấy con của thới rồi cả nhà ơi. Ủa sao đi, này đi cứu gì đây? Ủa đi cứu gì đây? Làm này sao đi được? Đây thì tao nhận thằng nào đây? Đâu phải dòng đi quay hắn hang đấy rồi. Đây, đâm bằng cáng quá. Đi đi đường bên kia đi, đi đường bên kia cũng được mà. Đâu đi nào? Đi đường cái đường bê tông cái dòng đi xuống đường đấy. Đi đường dưới em ơi, đường dưới em ơi. Đường nào không được, đường này là sư lầy lắm. Anh đi rồi. Ôi trời trời. Đi bên kia đi, đi bên kia, đi bên kia. Ui. Đi nào được không? Lầy lắm, cái này không đi đâu, bên kia. Lầy lắm. Lầy lắm không đi đâu. Anh đi rồi không đi đâu. Úi trời. Ôi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi, thấy quần của thới rồi nha cả nhà nhá. Vâng. Báo cả nhà một tin vui là thấy quần của thới rồi. Đây cả nhà. Ôi trời. Này sao mà đi. Thấy rồi cả nhà ơi. Vâng. Thấy rồi ạ. Ở làng Nú ạ. Báo cáo các bạn. Ở làng Nú ạ. Ôi trời. Ôi trời. Ôi. Hello xin chào cả nhà. Đi được không? Đi được không? Đi được không? Không được thì đi vòng đường này. Không được thì vòng lên. Ôi trời. Không thở được cả nhà. Ủa sao nó trôi vào đây được nhờ? Bung ở từ đây mà, từ đây nó nhà từ đây sang đây mà. À nó bung qua đây à? Vâng. Ui giời ơi. Ủa thế. Ủa sao đi xuống kiểu gì? Đây cháu có 1 tuổi thôi mọi người ạ. Cháu có 1 tuổi, con út của anh Thới nhá.
gia đình anh vợ con chết hết, chết tổng cộng là 4 người, vợ con chết hết, còn mình anh sống sót sau cơn lũ. Đúng rồi, hôm nay sáng nay là tìm thấy một cháu bé, con anh Thới 1 tuổi, cháu bé tên là Hoàng Đức Long. Thế thôi cả nhà. Cả nhà thông cảm, nãy giờ mình đi bộ khoảng 3 cây số rồi, leo đồi leo xuống mệt không thở được nên không trả lời bình luận được, cả nhà thông cảm nhá, mình mệt quá không đi nổi. Cảm ơn cả nhà. Anh Thới bị ngất rồi. Vâng, xin chào cả nhà, anh Thới ngất rồi, mình không thở được, không trả lời, cả nhà thông cảm nhé. Vâng, mệt không đi nổi ạ, mình đi bộ 3 cây số, đi lâu qua 2 quả đồi chạy về đây, mình là người phải không nhảy cái gì nữa còn tròn gối ôm mấy cái gì ấy. Ôi ôi, nổi ra da gà, nổi da gà mà. Cái này phải cho nghiệp vụ vào, không sợ múc chúng là nát luôn đấy các bạn. Nghi lắm, nghi ở chỗ này có lắm. Không có thể là có đấy, vì sợ nhiều người đang ngủ ấy, nhiều người đang ngủ khi là cuốn vùi cuốn đi theo luôn ấy. Nhìn sợ quá các bạn ơi. Khu vực này hình như là bị vô ngủ gai bị cuốn trôi xuống đây này, không biết là có người dưới này không. Ui, run quá, múc sạch
cái chỗ này đúng không? Vâng. Nghi là dưới này này. Càng múc xuống thì mùi càng nồng nặc. Không biết là ở dưới có thi thể nạn nhân này không hay là xác xác của động vật các bác ạ. Đây là vị trí quan trọng của làng Nũ, tỉnh Lào Cai, nơi có hơn 50 người đã qua đời và một số người vẫn đang còn mất tích. Thì 10 ngày trôi qua từ cơn bão lũ tấn công chưa từng có tiền lệ ở tại các tỉnh miền Bắc, thì cái không khí đau thương vẫn đang còn đè nặng trên tâm khảm của những người thân chứng kiến từ cái cảnh kinh hoàng đó. Thì cái sang chấn tâm lý, những nỗi khổ niềm đau vẫn đang còn rất là nặng nề. Thì ở đây thì theo mặc định đó, là nơi nào mà có những cái cây cột có một cái nơ màu hồng thì nơi đó tức là thi thể của một người được phát hiện. Những cái nơ màu hồng để tưởng niệm người ra đi vẫn đang còn là một cái nỗi đau rất là khó tả. Bây giờ tất cả chúng ta cùng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu siêu cho các hương linh được siêu sanh thoát quá. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Hoa Cụ Phẩm Liên Hoa Vi Phù Màu Hoa Khai Kiên Vân Ngộ Vô Sanh Văn Thôi Bồ Tát Vi Bàn Lượng.